Em tên là Trần Anh, năm nay em 29 tuổi. Em tên là Lê Môn ạ, công việc chính của em là làm truyền thông ạ. Thực ra thì em đến 29 tuổi em chưa xác định lấy vợ. Em gái em ấy bảo là ở trường có cô cũng xinh, học hành rồi đang dạy ở trường, nhiều người cua lắm không ai cua được. Bảo gái ở quê làm gì mà không tán được, mới để anh. Ngày xưa thì em có cái chỉ tiêu của em là phụ nữ sinh sống không quan trọng, cơ bản là em là rất ghét một người con gái của em là vừa cận vừa lùi. Thế thì không may em lại xuống gặp cô này lại vừa lùi vừa cận. Số em nó đen, em đen. Nhờ em được cái ông ngoại kèm kinh lắm. Em không làm ăn gì được. Chồng em thì được cái là cũng như những ông chồng khác ấy, là ham chơi game. Lừa em vào trong giường ấy chị, xong nửa đêm là thấy vợ ngủ say say là đi ra ngoài ôm máy tính ra ngoài chơi. Có bữa em cũng hỏi là hình như anh không biết ghen ấy, phải chứ. Người ta ghen phải là ghen có đẳng cấp. Chứ không phải là cái ghen, gì cũng ghen. Sao mà là ghen là đẳng cấp? Không ghen vụn vặt ạ. Thế có bao giờ em ghen lớn chưa? Thì chưa. Thì anh ấy rồi chỉ em bảo chờ đó đi. Lúc nào mà anh và anh dính mắt anh thấy mà tay trong tay với người khác thì coi chừng. Em tên là Vũ Thị Thanh Hiền. Em tên là Phạm Văn 12. Thì ấn tượng đầu tiên của em về chồng em là rất là ít nói, trầm tính. Mà sếp em á thì giao cho em một cái nhiệm vụ, mày phải cua được 12. Nếu mà mày không cua được nó là sếp cho mày về xí nghiệp rồi. Một buổi cuối tuần á, em đang ngồi chơi game thì vợ em nhắn tin với một câu là anh ơi anh có rảnh không, em cũng trả lời là rảnh. Vợ em mới nói là thôi chúng mình quen nhau cho bận chiếu đi anh. Thời gian mà tụi em quen nhau là giấu không ai biết hết, là đến gần cưới. Nói chung là dạ, tình cảm là bí mật. Tại luôn vì hồi xưa em quen một cái anh đó, hai bên gia đình cũng tới rồi cũng nói chuyện, xong rồi sau đó cái bên kia không im luôn, cái đâm ra là khi anh quen anh này cái em bị ám ảnh, thì em kêu thôi bây giờ đi đăng ký kết hôn đi. Cọc tính hay vô giếng không? Giếng tiền có. Rồi vợ em thì có những cái tính đặc thù người phụ nữ là hay càm, nào nói nhiều là em không có nói tới là rồi. Còn những cái tính em hay nói là tính là làm gì nó không có làm tới nơi đến chỗ, mà hay là để chừng cái bỏ. Tính là cũng còn nít lắm, hồn nhiên lắm. Đi siêu thị là thường là mua đồ rất là nhiều, dạ để đó. Ủa chứ em là đàn bà mà, em đâu phải đàn ông đâu. Quý vị có thể xem lại chương trình, các chương trình Vợ Chồng Son đã phát trên kênh YouTube MCV Media. Và chắc chắn là chúng ta sẽ phải gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22:30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.